Thưa quý vị, từ xa xưa cho ông ta đã có câu, cái răng, cái tóc là gốc con người. Vì vậy mà một mái tóc khỏe đẹp là điều mà ai cũng mong muốn. Thế nhưng việc lạm dụng hóa chất làm đẹp cho tóc như thuốc uốn, thuốc nhuộm, duỗi tóc, tác động của ánh sáng mặt trời, chế độ dinh dưỡng hay những yếu tố di truyền, bệnh tật khiến mái tóc ngày càng khô sơ, xuất hiện gàu, trẻ ngọn, thưa dụng mỗi ngày và tiềm ẩn nguy cơ hói đầu cũng như các bệnh lý về da đầu. Vậy làm thế nào để chữa trị dứt điểm và nuôi dưỡng một mái tóc bóng dày, xôn mượt, chắc khỏe? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây. Tóc sơ rối, gãy rụng, kèm theo đó là da đầu ngứa ngáy là tình trạng chung của nhiều người. Theo thống kê của các nhà khoa học, những người mắc chứng rụng tóc ngày càng tăng. Mặt khác, rụng tóc còn là triệu chứng cảnh báo các bệnh lý nghiêm trọng ở cả nam và nữ. Tóc đều tôi thì nó sơ, nó lụng mà kiểu nó tóc nó cứ đứt đấy, nó gãy, nó khó chịu mà đầu nó hay cứ ngứa. Sau khi lên trên này này đấy, thì là cháu nó mua cho cái loại dầu thảo dược ấy, thì tôi gọi thì tôi cảm thấy là tóc nó không bị lụng mà nó không bị, tóc nó khỏe, nó đen mượt hơn. Nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng, công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Thanh Mộc Hương đã đưa ra thị trường sản phẩm dầu gội thảo dược Thanh Mộc Hương. Đây là một bài thuốc dân gian được đúc kết, sản xuất từ nhiều loại thảo mộc tự nhiên như bổ kết, hà thủ ô, nhân sâm, có tác dụng trị cháy, nấm da đầu, nhiều gầu hay các bệnh về da tóc, giúp tóc mềm mượt và giảm gãy rụng. Bên cạnh các dịch vụ cũng như giá thành của sản phẩm, thì điều Thanh Mộc Hương muốn hướng đến đó là phải đảm bảo chất lượng. Chính vì vậy, công ty luôn tuân thủ quy trình sản xuất và đạt tiêu chuẩn về vệ sinh lao động. Các quy trình chế biến nguyên liệu từ khi thu hoạch đều được thực hiện tại xưởng theo chuẩn nghiêm ngặt từ giai đoạn sao để lấy được thơm, phối trộn chế biến, ủ và đóng gói bao bì cho sản phẩm. Sau 5 năm hoạt động và có mặt trên thị trường thì những cái phản hồi khách hàng về sản phẩm rất là tốt và đơn vị cũng là sở hữu hệ thống đại lý dược phẩm toàn quốc. Nhằm với mục đích nhằm mở rộng quy mô cũng như nâng cao năng lực sản xuất, thì công ty cũng đã đầu tư và khởi công xây dựng cái nhà máy đạt chuẩn GMP ASEAN ở trên vùng nguyên liệu ở trên Hòa Bình. Thời gian sắp tới thì sau khi khánh thành thì tôi hy vọng là sẽ cái sản lượng sản xuất ra sẽ đủ cung ứng cho thị trường, và chúng tôi luôn cam kết là cái sản phẩm đến tay người tiêu dùng là trong sản phẩm đạt tiêu chuẩn, đạt quy chuẩn. Được chiết xuất từ các thảo mộc thiên nhiên, sản phẩm dầu gội Thanh Mộc Hương với những tính năng ưu việt như giúp làm sạch gầu, đặc trị nấm da đầu, chống gãy rụng tóc, giảm tình trạng sơ, khô tóc do dùng hóa chất, giúp người bị hói phát triển tóc nhanh hơn, tóc tốt và khỏe do các mạch máu, thần kinh dưới da đầu được lưu thông, có tác dụng massage da đầu, giảm căng thẳng. Đối tượng sử dụng là người có da đầu bị nấm, trị cháy, những người bị hói, gội sẽ giúp nhanh mọc tóc. Người hay bị nhiều gầu, tiếp xúc với môi trường làm việc bẩn, trẻ em nhỏ nên dùng để hạn chế dùng các loại dầu gội có lượng hóa chất cao. Sản phẩm dầu gội đầu Thanh Mộc Hương thì mới ra mắt được nửa năm nhưng mà đã được khách hàng ủng hộ rất nhiệt tình. Các salon tóc và spa ở quanh khu vực Đại Mỗ đã sử dụng dầu gội đầu Thanh Mộc Hương để chăm sóc tóc cho khách hàng. Mỗi da đầu sẽ phù hợp với một loại dầu gội khác nhau. Hầu hết như hiện nay thì người ta muốn sử dụng cái sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên, và vì thế chúng tôi lựa chọn sản phẩm Thanh Mộc Hương vì nó hoàn toàn từ thiên nhiên. Mọi sản phẩm của Thanh Mộc Hương đều có giấy chứng nhận về tiêu chuẩn cơ sở sản xuất. Bên cạnh những trang thiết bị, máy móc công nghệ hiện đại là đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo bài bản để đảm bảo sản phẩm làm ra có chất lượng cao đến với tay người tiêu dùng. Dùng cái sản phẩm của Thanh Mộc Hương ấy thì là lúc gội xong thì tôi thấy tóc nó mềm với cả nó mượt hơn. Khi phát hiện ra tình trạng rụng tóc bất thường, chúng ta cần đi khám kịp thời để xác định sớm nguyên nhân và có phác đồ điều trị hợp lý. Bởi vì trong nhiều trường hợp, năng tóc sẽ mất đi vĩnh viễn, không có khả năng hồi phục. Ngoài việc điều trị bằng các sản phẩm chức năng để chữa rụng tóc, bạn cần có chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, chăm sóc tóc hợp lý để mang lại hiệu quả tốt hơn. Và để có được mái tóc khỏe, thu hút mọi ánh nhìn, thì người tiêu dùng hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi lựa chọn những phương pháp cũng như những sản phẩm sử dụng.